Để tiếp tục chia sẻ với hàng những căn nhà nằm trên một cái vị trí cực kỳ là đẹp, thì buổi chiều ngày hôm nay, nhà đất Hoàng Tiến đã có mặt tại trục đường Phan Huy Ích thuộc phường 12 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh để giới thiệu đến khách hàng một căn nhà phố đã được anh chị nhà thiết kế full nội thất tặng kèm và nằm trên một vị trí cực kỳ là đẹp thuộc đường Phan Huy Ích thuộc phường 12 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài của căn nhà mà hôm nay nhà đất Hoàng Tiến muốn giới thiệu đến cho khách hàng. Cũng như căn nhà mình thì đang có diện tích là ngang 6m và chiều dài căn nhà mình lên đến 7m và được anh chị nhà xây dựng hết đất và được đúc kiên cố một trệt và ba lầu. Với công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có phòng khách, phòng bếp và mình sẽ có tới 4 phòng ngủ chính và 4 nhà vệ sinh và mình sẽ có phòng thờ, phòng giặt ở phía bên trên sân thượng của căn nhà. Căn nhà mình thì có bề ngang cho nên được anh chị thiết kế mỗi phòng ngủ mình đều có cửa sổ đó mở ra bên ngoài lấy gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát cho căn nhà. Và mỗi lầu thì mình có một cái nhà vệ sinh rất là rộng và căn nhà mình thì đã được anh chị thiết kế full nội thất tặng kèm, cho nên khi khách hàng mua căn nhà này thì toàn bộ nội thất bên trong căn nhà sẽ được anh chị nhà để lại cũng như là tặng lại hết khách hàng. Và chỉ với giá hơn 5 tỷ một chút xíu là quý nhà có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đã được anh chị nhà thiết kế full nội thất tặng kèm. Và khi quý nhà mua căn nhà này thì mình chỉ phải xách vali về nhận nhà ở ngay thôi, mình không phải sắm nội thất. Và với căn nhà mình thì nằm trên một con đường rộng lên đến 8m, nằm sát với lại trục đường chính của đường Phan Huy Ích. Thông qua trục đường Phạm Văn Bạch, mình rẽ tay tay phải để ra trục đường Phan Huy Ích và chỉ cách trục đường Phan Huy Ích phía ngoài tầm cỡ khoảng độ chưa đến 100m và mình rẽ tay trái để sang trục đường Phạm Văn Bạch. Và căn nhà mình thì nằm trên một con hẻm rất là rộng, hẻm xe hơi xe tải là di chuyển vào bên trong căn nhà của mình cũng như là quay đầu rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Và với căn nhà nằm sát với lại trục đường chính để thuận tiện cho hàng mua ở và mở phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán hàng online, và nằm sát với một cái công viên của một cái khu phố ở bên trong. Ở đây là cái mặt tiền chính của căn nhà mà hôm nay nhà đất Hoàng Tiến đang muốn giới thiệu đến khách hàng. Và chỉ với giá hơn 5 tỷ là quý khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình căn nhà đã có sổ hồng riêng, giấy tờ pháp lý rõ ràng. Hai chị mình mua bán cũng như công chứng sang tên trong ngày. Một căn nhà được thiết kế rất là đẹp, nằm sát với lại một cái khuôn viên, khu nhà lầu đồng bộ rất là đẹp. Và đây là con đường ở phía trước căn nhà. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực mặt tiền chính phía ngoài của căn nhà để di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu nhà. Căn nhà đang có hướng là hướng Tây Nam, phố Tràng thuộc mệnh Tây Tứ Trạch. Với căn nhà mình thì đang có bề ngang lên đến 6m và chiều dài lên đến 7m, được anh chị thiết kế tặng kèm full nội thất và toàn bộ nội thất bên trong căn nhà sẽ được anh chị để lại cũng như là tặng lại hết cho khách hàng. Và bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong của căn nhà. Thì phía ngoài mình sẽ có một cái khoảng vỉa hè khoảng độ 1m để mình để giày dép cũng như di chuyển vào bên trong. Mình sẽ có một bộ cửa 4 cánh phía ngoài thật là bằng sắt rất kiên cố và chắc chắn để bảo vệ cho căn nhà của mình. Tiếp đến mình có thêm một bộ cửa bên trong, cửa 4 cánh được làm bằng nhôm xin pha kính cường lực 10 ly với hai lớp cửa để bảo vệ cho căn nhà của mình. Và mình có một mảng cửa sổ để mở ra bên ngoài lấy gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát. Và đây là khu vực không gian phòng khách, một bên thì được anh chị thiết kế làm phòng khách, một bên được anh chị thiết kế làm phòng bếp, rất là rộng, rất là thoáng và rất là mát. Và mình có một cái khoảng không gian để xe gắn máy phía ngoài rất là rộng, được anh chị đóng cho mình. Có những cái tủ bếp, kệ bếp được làm bằng chất liệu gỗ sồi và mặt đá hoa cương, có cửa sổ mở ra bên ngoài lấy gió và ánh sáng. Có một bộ bàn ăn 4 ghế được anh chị sắm sẵn để tặng kèm. Ở đây là khu vực không gian ở dưới tầng trệt của căn nhà. Và nếu gia đình mình có nhu cầu kinh doanh hoặc là để xe hơi vào bên trong căn nhà thì mình sẽ di chuyển bộ bàn ghế sofa này lên lầu 1 của căn nhà. Thì mình sẽ sử dụng 3 phòng ngủ, mình lấy ra một phòng để mình làm phòng khách thì rất là thuận tiện, mình có thể để được xe hơi vào bên trong căn nhà. Và mình có thể là kinh doanh buôn bán tại nhà rất là thuận tiện với căn nhà nằm sát trục đường chính và nằm trong con hẻm xe hơi xe tải, một cái vị trí cực kỳ là đẹp. Và đây là khu vực nhà vệ sinh ở dưới tầng trệt của căn nhà, mình có một cái nhà vệ sinh để phục vụ cho khu vực không gian phòng khách, khu vực không gian phòng bếp. Và bên ngoài mình có labo để rửa tay ở phía bên ngoài. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực không gian ở dưới tầng trệt của căn nhà để di chuyển lên khu vực
Lầu 1 của căn nhà chỉ đến với không gian phòng ngủ số 1 và phòng ngủ số 2 của căn nhà. Thính khách hàng đang xem video, nhớ đăng ký kênh để Nhà đất Hoàng Tín luôn cập nhật với hàng những căn nhà mẫu mã mới, giá cả hợp lý và thương lượng trực tiếp chính chủ. Đặc biệt là những căn nhà đang được anh chị chủ nhà cần tiền giảm giá bán gấp. Và với căn nhà này thì được các chị thiết kế tặng kèm full nội thất rất là đẹp, và trên một cái vị trí này thì quá là đẹp để thuận tiện quý khách hàng mua ở, mở phòng công ty cũng như là đầu tư ở cho thuê, với một cái vị trí cực kỳ là đẹp và một căn nhà được anh chị thiết kế rất là thoáng và rất là mát. Đây là không gian phòng ngủ số 1 căn nhà, mình sẽ có giường, có đầy đủ chăn ga, gối nệm, bàn trang điểm, bàn làm việc, cửa sổ mở ra bên ngoài để gió và ánh sáng được thoáng và rất là mát. Sát bên thì mình cũng có một cái phòng nữa rất là rộng. Với mỗi lầu mình sẽ có hai phòng ngủ chính và một nhà vệ sinh rất là rộng, và toàn bộ phòng ngủ mình đều có cửa sổ ban công để ra bên ngoài vui chơi và hóng mát rất là thoáng. Và nhà vệ sinh rất là lớn, được anh chị thiết kế cho mình, có vách ngăn tấm kính, hệ thống lavabo bàn cầu, vòi sân tắm. Và hai lầu thì mình có bốn phòng ngủ giống nhau, cho nên là với căn nhà này thì quý khách hàng có thể mua ở và mở phòng công ty như cho thuê, và chỉ với giá 5 tỷ 580 triệu đồng còn thương lượng mạnh, là quý khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đang được anh chị chủ nhà cần tiền bán gấp, và anh chị đưa ra một cái giá rất là mềm, một giá tương đối rất là mềm để quý khách hàng có thể sở hữu cho mình một căn nhà đẹp nằm tại trục đường Phan Huy Ích thuộc phường 12 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Với căn nhà này thì nằm trên một cái vị trí cực kỳ là đẹp và nằm sát với lại siêu thị MH cũng sắp hoàn thành của trục đường Phan Huy Ích thành phố Hồ Chí Minh, thì để gia đình mình ra siêu thị vui chơi hoặc là mua sắm thì rất là thuận tiện. Và đặc biệt căn nhà mình cũng nằm sát với lại trường học Tân Sơn, trường học điểm của phường 12 quận Gò Vấp, và sát với lại trạm y tế phường. Và đây là khu vực không gian sân thượng, thì mình sẽ có một cái phòng thờ bên trong được anh chị thiết kế để mình thờ cúng tổ tiên ông bà, rất là rộng và có cửa sổ cửa đi ra khoảng sân ở phía trước vui chơi và ở hóng mát. Và chỉ với giá 5 tỷ 580 triệu đồng còn thương lượng mạnh, thì quý khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình thì nhớ tay liên hệ về theo số điện thoại đang hiện trên màn hình để Nhà đất Hoàng Tín nó hàng đi xem. Một căn nhà nằm trên một cái vị trí cực kỳ đẹp, một căn nhà đến một cái vị trí rất là VIP của trục đường Phan Huy Ích. Và đây là con đường ở phía bên dưới căn nhà, bên trong mình có một cái công viên, một khu phố rất là đẹp bên trong. Một căn nhà nằm trên một cái vị trí cực kỳ đẹp, sổ hồng công nhận hết, và được anh chị thiết kế cũng như là xây dựng một trệt và tới 3 tầng lầu và đã hoàn công đầy đủ. Cho nên khi quý nhà mua căn nhà này thì chị sẽ hỗ trợ để quý hàng xác tên cũng như hỗ trợ đến quý hàng vay ngân hàng nếu gia đình có nhu cầu, với căn nhà chỉ với giá hơn 5 tỷ thôi, 5 tỷ 580 triệu đồng còn thương lượng. Với căn nhà thiết kế rất là đẹp, nằm sát với lại trục đường Phan Huy Ích thuộc phường 12 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, thuận tiện để khách hàng di chuyển về trung tâm cũng như sân bay Tân Nhất thành phố Hồ Chí Minh. Từ vị trí căn nhà mình thì di chuyển về ở trung tâm thì tầm cỡ khoảng 25 phút theo trục đường Quang Trung hoặc là trục đường Trường Chinh, và về sân bay Tân Nhất thành phố Hồ Chí Minh thì gần thì tầm cỡ khoảng 10-15 phút thôi. Rồi video Nhà đất Hoàng Tín ở đây xin được kết thúc, hẹn lại khách hàng trong những video tiếp theo.